Rồi, xin chào cả nhà thân thương nha. Thì cả nhà thân thương ơi, cho kênh Sơn Bất Lo Nổi đầu tiên thì xin chúc cả nhà một ngày được dồi dào sức khỏe nha cả nhà. Thì cả nhà hôm nay kênh Sơn Bất Vĩnh Long lại đi thăm bẫy nha cả nhà. Đi thăm bẫy cùng với Vũ nha. Rồi Vũ ơi, chào cả nhà cái. Hello. Thì chuột lúa cũng như mọi thường nha cả nhà. Thì đi vô trong đó cả nhà thăm ở trong đó thì vô trong thăm rồi quay cho cả nhà xem nha. Cả nhà ơi, tới cái lập đầu tiên luôn nha cả nhà. Đó, bữa nay thì cả nhà thân thương ơi, cũng bữa nay cũng thăm 50 cái diễn nha cả nhà. Thì thăm có thì quay cho cả nhà xem cận cảnh thôi nha. Còn nếu không có thì cắt bớt nha cả nhà. Để cái video dài á, thì coi nó không hay. Cả nhà cũng thông cảm nha. Chất ngoạc hả Vũ? Ngoạc luôn cả nhà. Đây, lúa chuột rồi cả nhà. Đó, chuột lúa túi lưới xanh, cái túi lưới quyền thoại mất tiêu rồi. Cái túi lưới bữa nay lấy túi lưới trắng này không biết làm sao đây nữa. Gặp Vũ bằng áo trắng quần xanh nữa, áo sơ mi nha cả nhà. Đó, nhìn thấy xanh điệu không? Đó. Quay phong cảnh cho cả nhà xem. Rồi, không chính cả nhà ơi, đi thăm cái tiếp theo nữa nha cả nhà thân thương. Cái thứ hai luôn cả nhà. Cánh đồng ruộng mênh mông. Vũ vỗ thăm cái thứ hai, cái đầu thì chất ngoe chết luôn hả, chết chuột luôn. Ui, chết chuột khủng nguyên thổi rồi, chết chết chuột là Vũ nó cười cười là nghi rồi cả vô cả nhà, là dính đó. Còn này chết chuột là chết thiệt rồi. Phải không? Tại chẳng nắng quá gì đó. Ngay đó cũng im phải không? Rồi, để Vũ nó bón chuột vô rồi đặt lại đi thăm tiếp tục nữa cả nhà thân thương ơi. Rồi cả nhà thân thương ơi, tới cái lợp luôn cả nhà. Rồi qua thăm cái lợp luôn Vũ ơi. Có lấy lúa chưa? Chết một cái luôn. Đây cho cả nhà xem nè. Trái xa chịu quải, chịu quằn nhánh luôn. Đó, bình bát nha cả nhà thân thương. Gọi là mãn cầu. Cái gì? Chết chuột hả? Chết chuột quyền thổi không? Không. Không. Ôi ôi. Hành cả nhà dính nè. Chú hành mini game. Ôi ôi, cái lúa nè cả nhà ơi, lên mọng nữa nè. Ăn hấu con chuột luôn hả Vũ? Đây này. Con quỷ này mày ở dơ. Ối kiếm đường nặng tẩu mà. Nó ối ra con chuột đó cả nhà, nặng mà nó kiếm đường nó ra. Nó cũng tính dữ lắm mà tàu vô nó ten cơ kìa. Ghê không? Chui banh da. Nè cả nhà coi nè. Tét da con này vô lâu rồi ha. Chui tét da mà lành luôn mà. Rồi, đầu tiên con gắn dính luôn cả nhà ơi. Con gắn dính đầu tiên luôn. Đó, là trời túi lưới khủng luôn. Túi lưới này nó cắn cười túi lưới xanh không? Cắn cười rồi. Không hả? Không có con thun hả? Rồi, hồi kiếm con thun. Con đầu tiên luôn cả nhà. Rồi cũng bắt chú gắn ra rồi, bây giờ xử lý. Bỏ chuột rồi vô rồi đặt lại đi thăm cách tiếp tục nữa cả nhà thân thương ơi. Rồi, cả nhà thân thương ơi, tới cái lợp luôn nha. Vũ cả nhà. Nó mặn nè, nó ngồi nó xin chú vườn trái mặn ngồi nó ăn kìa, thấy thèm không? Nó mặn nhóc luôn nha cả nhà. Mặn này không biết vườn mặn gì, không biết mặn xanh xanh đó, mà không biết cái chính xác cái tên gì. Thôi tạm thời mình không nói đi, mình nói mình không biết nói bậy người ta cười chết cả nhà ơi, cả nhà thông cảm nha. Vũ thăm lợp. Trời ơi, chết rồi, thấy không? Chuột chết. Này, rồi dồi nè, bò nè. Rồi, thay chuột luôn nè, đi. Chuột cứt chà bá nè, thấy không? Trời ơi, dính rồi cả nhà ơi. Thúi. Đợi ký à. Đợi ký à. Dính rồi nghe cả nhà. Khúi gậy, khúi. Trời ơi, nằm thanh tròn luôn. Nè, cả nhà ơi, nằm thanh tròn luôn nè. Đó, thấy chưa, con này. Này nó ở dơ nữa nè, đang xì. Vô lâu rồi.
rửa nó cái đi, bắt ca rửa nó cái đi, rửa làm chi để vậy mới nặng ký. Rửa nó nhẹ rồi sao cho nó sạch sẽ chứ để gì đây. Cho nó sạch sẽ chứ để đâu mà thấy gòm mà ra cái, ra cái cho đẹp cái chọt nó. Ồ, nửa ký à, nửa ký. Ừ, nửa ký, cận cảnh cho cả nhà xem nè, nửa ký nha cả nhà, rắn này già dữ lắm à, con đó già hết lớn nữa. Ăn đực luôn hay vậy, đuôi dài thòn phải không? Ừ, ăn đực luôn cả nhà. Hôm con cũng bị lớn vậy, nay con bị lớn vậy hết rồi, ăn cặp rồi, cặp. Dễ gì mày, vợ chồng của em nó bị xa lưới. Dễ gì, quá trời mặn luôn cả nhà. Mặn này, mặn ngon ngon không à, mặn này thấy vậy ngọt lắm nha cả nhà. Rồi, dạ, cả nhà bắt rắn rồi để Vũ nó xử lý, bỏ con chuột vào rồi đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà thân thương ơi. Rồi tới cái lợp luôn cả nhà, Vũ nó thăm kìa cả nhà thân thương ơi. Quá no rụng quá rồi, mẹ phắn trong người rồi, anh đồng cái gì quá nó khỏe dữ lắm rồi đó, gì khỏe khui đi để anh khui nha cả nhà, mà không biết cái con gì nè. Chú, trời ơi, bích lợp luôn cả nhà ơi, ăn khủng rồi nè, cứt thử lư một cục bành kỳ, trời ơi bích cái lợp luôn nè cả nhà. Ồ, có 7 lạng hả? Con này 7 lạng mày cái tao 8 lạng ăn lên. Tao nói sao tao nói kệ người ta cũng cự. Nó nói nó quá nhỏ, con ta cả 8 lạng 9 lạng mà nó nói cái gì á ta ơi. Nè cận cảnh cho cả nhà xem nè, mày lì bắn làm chi vậy, đừng đụng mày lì để thọt nó ra con, ra ra cho ra ra cho đẹp coi. Ở con này có ký luôn á chứ, con này ký luôn á, trời ơi nó tròn cái nè. Đâu gom lại cận cảnh cái coi. Trời ơi, cái nè cả nhà thấy không, ui ôi con này cắt ký luôn á. À, cười cái đó mày cười, mày cười ôi ơi, nó vô miệng luôn, cứt vô miệng luôn cả nhà, tiền ai gớt luôn rồi nè. Ừ, tiền luôn nè cả nhà, lụm được tiền luôn 2.000 nha. Ôi ôi đâu đó, đó cầm tay ơi, đó cầm tay ơi, chưa tới cái nắp một khúc. Bắt đầu mới cần 2 chân tay luôn. Thôi thần luôn cả nhà, con này có ký á mà. 2 chân tay luôn. Có ký á nghe cả nhà. Đâu rồi? Ôi ôi cái này cần cảnh sát bên cho cả nhà xem nè. Đó. Ôi ôi nó ký nghe cả nhà. Ký lô. Quá ở giờ quỷ vậy. Ôi ôi kìa. Quá sướng rồi cả nhà ơi. Mình mày Vũ bây giờ là nói là cứt rắn rồi cả nhà. Quá trời luôn. Quá sướng, quá sướng. Quá im. Nó trước mặt cái chân bịch lúa đó. Quá đã cả nhà ơi. Rồi, quá sướng cuộc đời. Đó. Quá im, quá im. Rồi, cả nhà ơi, để Vũ nó xử lý cái lợp rồi đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa nha cả nhà thân thương. Tới cái lợp luôn cả nhà, Vũ nó thăm nặng kìa. Gì vô? Không dính rồi cả nhà ơi, còn nguyên chuột rồi. Chết rồi, dính đâu dính hoài với ông. Cánh đồng bạc ngàn luôn nè cả nhà ơi. Đó. Cái nhà biết cái gì ở bển nó đỏ đỏ không? Cái đó là người ta bỏ vụ nha cả nhà. Bỏ vụ người ta xịt ta thuốc cỏ cho chết á, đằng ta lên clip người ta trồng cái gì á. Còn bên đây thì người ta xạ nè. Đó. Cái bên kia lúc bên kia đang gãy phần bển. Rồi, cái nhà Vũ nó thăm hổng dính này, bỏ con chuột vô rồi. Đặt lại đi thăm cái tiếp theo cả nhà thân thương ơi. Rồi, tới cái lợp luôn cả nhà. Vũ lại thăm cái lợp kìa. Cái chân chỗ này có 2 cái nha cả nhà. 2 cái cũng gần gần. Lại ghé vô đây im quá thì đặt 2 cái luôn, Vũ đặt 1 cái, mình đặt 1 cái.
ngồi nó thầm lặng mà không biết làm sao rồi. Quất chất lớp rồi cả nhà. Rồi lại thăm cái này luôn đi. Đây nè, bên đây nè, căn kình bác á. Ừ, như đó. Ở trên, dạt ở trên. Rồi, hai cái chất mốt luôn cả nhà. Bữa hổm có dính nè, bữa nay không có dính nè. Tua rồi có dính, mà tua này không có dính nè. Rồi cả nhà ơi, vũ nó mới thăm mà dính còn hổ ngựa. Dính hổ ngựa nhỏ. Tại chẹo cái đường quay không được cả nhà. Cả nhà thông cảm nha. Như là đi nói chẹo đường gì nói mất tiền chiếc đũa này. Đi vô nhà cặp nhà người ta. Mất chiếc đũa hả? Mất tiền nữa rồi. Mày bỏ quên chứ gì. Hổ ngựa. Hả mẹ gọi chút ép hả? Trời ơi, nữa. Này nghe, này nghe. Này nghe. Cái gì vậy? Nè, này nghe, này nghe, này nghe. Quấn luôn rồi. Ngu còn lì. Nó. Nó chú ngựa. Sọc cái lưng nó nhìn. Ngu còn lì. Kể có được rồi đó mà. Chê khen nữa. Vô túi vô à. Rồi cả nhà bắt gắn ra rồi cả nhà thân thương ơi. Giờ vô chuột thăm lại đi xin lỗi vô chuột đặt rồi đi thăm tiếp tục nữa nghe cả nhà thân thương. Vũ đi đẳng thăm cái lợp đẳng cả nhà tới cái lợp luôn vô điểm này cũng điểm cuối luôn nghe cả nhà. Nó mệt, nắng quá. Nắng quá cả nhà thân thương ơi. Chút mất hả? Chút mất rồi cả nhà. Rồi, đi thăm cái tiếp theo nữa. Vũ rồi thăm cái lợp luôn cả nhà. Tới cái lợp nữa. Lọt qua bên kia luôn rồi đó cả nhà thấy không? Đó. Chết cái gì cả nhà, còn thấy nó chết cái gì, chết ngoạc luôn hả, chết ngoạc luôn cả nhà, kỳ vậy trời. Rồi đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà thân thương ơi. Cả nhà Vũ đi qua thăm cái lợp đó cả nhà, cái lợp quyền thổi đã rồi đó, dính còn khủng khiếp luôn, dính gắn to cả nhà, này nó qua thăm, sẵn quay cánh đồng cho cả nhà xem luôn. Đi từ từ thôi. Đi quá rung. Giật cái màn hình đó cả nhà xem không được. Ồ, anh nó thầm đó.
chức ngoe hay gì cả nhà, tại xa quá, hay có thì đi bến quay cho cả nhà xem, còn không có rồi. Rồi đi thăm cái tiếp theo luôn cả nhà thân thương ơi, cánh đồng quá mát mẻ luôn, tới cái lợp luôn cả nhà, nặng nề gì không Vũ, quất luôn rồi cả nhà, Vũ ngồi núp mấy anh kia, gột gạt, vô đây cũng còn 5-6 cái gì đó cả nhà, không biết được 5-6 cái không, 4-5 cái gì. Rồi đi thăm tiếp tục nữa cả nhà. Rồi tới cái bẫy nữa cả nhà, kỳ vậy ta, chết chuột luôn hả, chết chuột không có nghe nguyền thổi cả nhà, mặt buồn hiu cái mặt buồn hiu, phải có mặt vui vui lên quả mai cũng có lý đó, thiệt tình ta. Bữa nay chắc có một tình anh bán chiếu rồi, có một chú bự rồi, này không được may mắn rồi cả nhà, thấy cũng hết lợp, cũng hết lợp. Vũ đặt lại đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà thân thương ơi. Rồi cả nhà ơi, còn có một cái nữa nha cả nhà, cái nữa là cuối chuyến thăm ngày hôm nay luôn nha. Bên kia rồi Vũ ơi, đẳng nha, lúc đẳng á. Này coi có may mắn không cả nhà, cái cuối cùng á, ôi ôi chuột cũng khóa ghê vậy đó hả, ôi còn cái gì đâu, ôi nguyên chú chuột luôn. Còn chuột cũng bọn nữa nha, này thất thu. Ôi, bữa nay thành quả cũng được nhiêu đây à cả nhà ơi, thế nè nó chắc không được bao nhiêu đây, hôm nay được con em một em khủng nè, còn nhiều nhỏ nhỏ không cả nhà ơi, nay bị thất rồi, vậy là bị thất lắm rồi cả nhà, kể con nhiêu thì cân cho cả nhà xem bấy nhiêu ha. Trời vô trời, cái túi lưới này lủng lỗ nè, đó này là con nhỏ chui ra được nè, nông cái ra liền. Rồi, để cân cho cả nhà xem nha, một tay làm luôn. Vũ này xử lý cái lọc nữa cả nhà, cân luôn cho nó rút ngắn cái thời gian lại. Đang lấy cân nha cả nhà, lấy cân ra nè. Tại cũng hơi khó làm. Móc cân vô cả nhà ơi. Được bao nhiêu? Giãn thun không đây. Đây, đó, cân lên nè cả nhà, dở hỏng mặt đất rồi. Quay lại cái mặt cân coi. 27. Được 2,4 nha cả nhà. Đó, đúng 2,4 luôn. Ngày hôm nay thành quả cũng được 2,4 nha cả nhà. 2,4 gắn hỗn hành với con mỏ dọ nha cả nhà. Với bây giờ thì 2,4 thì trừ cái túi lưới 100g còn 2,3 nha cả nhà. Đó. Thì ngày hôm nay gọn gói ghém cũng được 2,3 cả nhà ơi. Đó, đồ nghề giờ để tứ tung cho cả nhà. Nó thì thông qua cái video như vậy thì mong cả nhà có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Phát, thì mong cả nhà ủng hộ cho kênh cả nhà, đăng ký và like và chia sẻ cả nhà.
đặng kênh Săn Bắt có động lực làm tiếp cái video mới nữa cả nhà ơi. Đó. Rồi cảm ơn cả nhà nghe, rồi chúc cả nhà xem cái đoạn video này vui vẻ nha cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn, mong cả nhà đừng có quên kênh Săn Bắt lần tiếp theo nữa nha cả nhà. Rồi Vũ ơi, chào cái luôn Vũ ơi, đang đặt cái lợp rồi cả nhà, đặt cái lợp lại đợi nó một tí. Chào ơi.